Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm là một tuyệt tác trị liệu sức khỏe và tái tạo năng lượng đẳng cấp 5 sao với quy mô hơn 40 ha, trải dài hơn 3 km bên mặt tiền cung đường ven biển Hồ Tràm. Mang tâm huyết của chủ đầu tư Charm Group, kiến tạo một tuyệt phẩm dành cho cộng đồng chủ nhân thành đạt, Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm sở hữu tổ hợp tiện ích trị liệu wellness cao cấp nhất và tiên tiến nhất, rộng hơn 5.000 m2. Tại đây, trải nghiệm liệu trình chăm sóc, tái tạo năng lượng bài bản, khép kín và chuẩn mực, phù hợp từng người với mục tiêu hồi phục, trẻ hóa và mang tới luồng sinh khí tươi mới tới mỗi quý khách hàng. Charm Resort Hồ Tràm hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu mến vùng đất mang nét đẹp quyến rũ này. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 vừa qua, công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi DKRS đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Charm Group, trở thành đơn vị chính thức phân phối các dòng sản phẩm bất động sản cao cấp mang thương hiệu Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi DKRS liên tiếp 6 năm liền đạt danh hiệu top 10 sàn giao dịch bất động sản tiêu biểu nhất Việt Nam, là sự lựa chọn hàng đầu của Charm Group về phân phối tiếp thị các sản phẩm bất động sản. Trước đó, DKRS đã đồng hành cùng Charm Group để phân phối các dự án Charm Resort Long Hải, Charm Diamond thuộc Charm City. Cùng với Charm Resort Hồ Tràm và các dòng sản phẩm trong thời gian tới, chắc chắn sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng.